Hello mọi người, lại là buồn ngủ đây. Chào mừng mọi người đến với vlog tuần này. Nobody asked, nhưng mà mình sẽ giải đáp về thắc mắc là mình đang làm gì này, những công việc hiện tại của mình là gì, và thật ra lúc nào cũng đi chơi. Cùng đón chờ nhé. You have worked in hotels before? You have worked in hotels before? Hotels. Oh. Công việc chính của mình hiện tại là về du học Phần Lan, thì mình có làm sự kiện này, mình tư vấn tuyển sinh này, ngoài ra cũng là về các phần làm visa, chuẩn bị hồ sơ để đi du học và định cư bên Phần Lan. Nói chung chủ yếu là bây giờ mình làm về sự kiện này để tuyển sinh, rồi xong làm trực tiếp với phụ huynh và học sinh để mà tổ chức lớp tiếng Phần, rồi xong sau đó các học sinh sẽ qua bên Phần Lan để học cấp 3 hoặc trường nghề. Đợt này thì bên mình có sự kiện là Amazing Race họp báo với lại Hờ Hen này với lại Khánh Vy nữa, nên là mình nằm trong ban tổ chức thì mình phải đi đến New World rồi xong xem venue các kiểu, bàn với lại event planner đó. Không biết mọi người thấy sao nhưng mà mình rất là thích làm sự kiện ấy, kiểu được chi tiền này rồi xong kêu các bên làm giùm mình. Thật ra thì đi làm bên đây cũng khá là thoải mái, thời gian cũng không có bị gấp rút. Rồi sau khi làm xong thì mình có xuống coi cái The Circle, một cái triển lãm tranh ở New World luôn. Ngoài ra thì khi mà mình đi làm ở đây á, thì 10 giờ mới vào làm, 6 giờ tối xong rồi. Làm xong mình cũng có thời gian để mà đi tập này nọ nữa. Đây nhá, D-Day thì ngày hôm đó là ngày diễn ra sự kiện vào Chủ nhật luôn, nên phải là OT 8 tiếng một ngày. Không có được đi đâu chơi hết. Được một cái đi làm cũng như đi chơi, mình cũng khá thoải mái trong cái việc đi làm ấy, nên là mình cũng thấy bình thường, cũng willing để làm. Ayo, what's up Thảo Bùi, đây là đồng nghiệp cũ. Video lần trước thì nói là đồng nghiệp, nhưng mà nay đó là đồng nghiệp cũ rồi, Thảo Bùi đã nghỉ rồi. Đó, nghỉ làm rồi thì không biết có nghỉ chơi không, để mình suy nghĩ rồi mình báo. Thì đó, đây là lúc mà tụi mình thường chuẩn bị hậu cần này, sắp xếp giấy tờ công văn, tại vì họp báo nên cần phải có một cái giấy xin phép gì đấy. Mình quên mất rồi. Ờ, là cho nhìn là thứ hai của My nè. Làm sao cha? Nói chung đi làm ở đây là mình quậy nhất rồi, làm phải vui ấy, kiểu không có được mệt mỏi này nọ, đi làm ra đi làm rồi đi về thì đi chơi mọi người. Gõ nhiệt tình lên nào. Phút này là còn một tiếng nữa là bắt đầu sự kiện, còn chưa đi thay đồ này nọ, còn giỡn quá trời giỡn. Mà sự kiện cũng khá là thành công nha, đông quá trời luôn. Hôm đó không kịp thở, không kịp ăn luôn. Đấy, nhìn chung sự kiện nó chỉ có như vậy thôi. Mình làm xong này thì bây giờ mình đi lên mình lấy đồ đi về. Đây là đồng phục của mình ha. Don't say anything, I know what you're thinking. Không được chê nhá. Welcome to Finland. Hey, come inside. Okay, this is our room. Thank you. Cứ khoảng 2-3 tuần là mình sẽ tự thưởng cho mình phần thịt nướng. Đây là quán Ông Mập Barbecue ở đường Xuân Nguyệt Ánh. Có món da heo siêu ngon luôn. Một chị Ila đã chỉ cho mình chỗ này và ăn dính tới giờ luôn. Bé cũng thích nữa. Đố mọi người mình đang đi đâu này? Mình đi công tác. Mình đây là trong scope of work của mình ha. Mình đi công tác rất là nhiều. Giờ đi thôi. Đồng chí Hami lên đồ. Đây, mình đang di chuyển ra sân bay để đi Hà Nội.
Úc này là 6 giờ tối ha, đi ra còn rất là hớn hở, chưa có thấy mệt thì gì hết. Ở dưới trong phòng đây cái vali. Anh là ghế là gì? Tên của mình là buồn ngủ, là tại vì mình cảm thấy buồn ngủ ở bất cứ nơi nào á. Mình lên máy bay một cái là khoảng 10 phút là mình nhắm mắt mình ngủ liền luôn. Rồi ngủ chỗ nào cũng được hết. Hello. Đến nơi là ăn vội một bát bún chả. Good morning mọi người. Chào mừng mọi người đến với Hà Nội. Hà Nội không vội được đâu. Mới sáng sớm thì mình phải đá liền một bát phở cho giống người Hà Nội nha. Hello. Lúc này là hỏi 500 anh em của Hay Mì để tìm một quán lẩu ốc mà ăn á. Thì cái quán Ryukashi này nó đỉnh lắm luôn á. Cái nước dùng siêu ngọt rồi siêu mặn mà như ở Sài Gòn vậy. Còn đây là cục chả lụa canh nhà và đặc sản miền Bắc. Đây là Tami. Rồi bây giờ mình sẽ làm một food tour phố cổ ha. Đây, đến Hà Nội mà không ăn xôi chè bà Thìn là có lỗi lắm luôn ý. Mà chè ở đây nó lạ ha, kiểu thanh thanh mà cũng không bị ngọt gắt á. Mà đây là lần đầu tiên ăn tàu phớ mà kiểu tàu phớ lạnh như vậy á. Không có quen như trong Sài Gòn. Nhưng mà ngon. Rồi kem Tràng Tiền này. Và cái gọi là ngôi sao của ngày hôm đó là phở gà nha. Ăn gây thương nhớ luôn mọi người. Đợt đó đi công tác xong thì bọn mình quyết định ở lại một đêm để chơi thêm ở Hà Nội. Thì sáng ngày hôm sau cũng đi dạo này. Đây ba đứa nhoi nhoi ngoài đường. Ta ta da. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, mình phải đi ăn bún đậu mọi người. Nhưng mà ở đây nó không có nhiều topping như ở Sài Gòn ha. Nó không có nem chua ráng này nọ này. Cũng lạ, nhưng mà ngon. Và tặng mọi người một bông hoa trước khi đến với phần mong đợi nhất của vlog này. Dera's Tour. Mình để nguyên cái khúc này ở đây luôn và không có muốn làm voiceover gì hết, nhưng mà copyright comes to my neck nên là mình phải lồng tiếng ở đây xíu, mọi người thông cảm. Nhưng mà bài này là đỉnh nhất rồi, My Song Please.
vlog tuần này đến đây cũng là hết. Cảm ơn mọi người đã chờ xem. Hẹn mọi người vào vlog tuần sau. Bye bye.